Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lời mời cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết về quân số của quân Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky reveals number of Ukraine troops fighting against Russia. Nghĩa là Tổng thống Zelensky tiết lộ số lượng quân Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Viên. Trong lời chúc mừng quân đội nước mình nhân ngày lực lượng lục quân được đánh dấu vào ngày 12 tháng 12, Tổng thống Ukraine nói rằng có gần 600.000 binh sĩ thuộc nhiều nhánh khác nhau của quân đội. Anh hùng dũng cảm, mạnh mẽ. Ông cho biết như trên, bên cạnh hình ảnh binh lính Ukraine ở nhiều địa điểm khác nhau, bên cạnh xe tăng và một số mang theo vũ khí. Con số của Tổng thống Zelensky khác với ước tính 500.000 quân Ukraine được nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu Statista liệt kê, và đây là con số mới nhất được một trong những quan chức Ukraine tiết lộ về quy mô quân đội của nước này. Vào tháng 11, cựu giám đốc cơ quan báo chí của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Vladislav Selesnev, nói với hãng tin TSN của Ukraine rằng có 1,3 triệu người trong lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả đều cần vũ khí và đạn dược. Lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm nhiều nhánh, trong đó lực lượng lục quân chỉ là một. Những lực lượng khác bao gồm không quân, hải quân, lực lượng dù, thủy quân lục chiến, lực lượng hoạt động đặc biệt và lực lượng phòng thủ lãnh thổ hay địa phương quân. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov hồi tháng 9 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng hơn gấp 3 lần kể từ tháng 2 năm 2022, từ 261.000 lên hơn 800.000 người. Về phía Nga, đầu tháng 12, Putin đã ra lệnh tăng quân số thêm 170.000 lên tổng số 1,32 triệu. Zelensky bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính Ukraine. Nhiều người sẽ luôn được đồng đội ghi nhớ vì sức mạnh và sự giúp đỡ của họ trong trận chiến. Nhân dân chúng ta biết ơn nhiều người vì đã giải phóng đất đai, thành phố và làng mạc của chúng ta để có cơ hội tự hào về sức mạnh của quân đội Ukraine. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ rất nhiều người khi tôn vinh những anh hùng Ukraine đã hy sinh mạng sống vì đất nước và nhân dân chúng ta. Zelensky viết, vinh quang cho những người bảo vệ chúng ta. Cảm ơn mọi người lính, mọi trung sĩ, mọi chỉ huy vì sức mạnh mà các bạn đã trao cho quốc gia của chúng tôi. Thông điệp của Tổng thống Zelensky được đăng vào ngày ông gặp các nhà lãnh đạo chính trị ở Washington, D.C. trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc cảnh báo rằng viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể cạn kiệt khi các cuộc đàm phán về việc viện trợ mới đã bị đình trệ tại Quốc hội. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu khoảng 60 tỷ Mỹ kim viện trợ mới cho Ukraine như một phần của gói khẩn cấp lớn hơn, bao gồm cả hỗ trợ cho Israel. Hôm thứ Hai, Tổng thống Zelensky đã gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga để thảo luận về việc củng cố hệ thống tài chính của Ukraine. Ông cũng tổ chức các cuộc đàm phán với các đồng minh chủ chốt để tiếp tục bảo đảm sự hỗ trợ quân sự bổ sung. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Denislov nói với BBC rằng hy vọng của Ukraine về cuộc phản công được phát động vào tháng 6 đã không được thực hiện đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là Kyiv sẽ không giành được chiến thắng trong cuộc chiến. Ông nói hôm thứ Hai rằng, vào tháng 5, mọi người dân ở đất nước chúng tôi đều muốn chiến tranh kết thúc nhanh chóng, có những hy vọng, nhưng chúng đã không thành hiện thực. Ông nói thêm rằng đất nước của ông sẽ không dừng lại và sẽ tiếp tục đấu tranh vì tự do, vì độc lập của chúng tôi. Người Ukraine bị mất Internet. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukrainians lose Internet as major mobile operator down. Nghĩa là người Ukraine mất Internet khi nhà khai thác điện thoại di động lớn gặp trục trặc. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Người dùng Internet trên khắp Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động sau sự việc kỹ thuật trên mạng của công ty truyền thông Kyivstar. Công ty cho biết họ đã trở thành nạn nhân của tin tặc. Việc ngừng hoạt động lần đầu tiên được công ty thông báo ngay sau 8 giờ sáng thứ Ba trên trang Facebook của mình. Tuyên bố của họ cho biết các vấn đề kỹ thuật, có nghĩa là các dịch vụ liên lạc và truy cập Internet có thể không khả dụng đối với người ghi danh.
Kyivstar là nhà khai thác truyền thông điện tử lớn nhất Ukraine với hơn 24 triệu thuê bao điện thoại di động và 1 triệu thuê bao Internet tại nhà. Nó cũng cung cấp các giải pháp 4G, Big Data, Cloud, dịch vụ an ninh mạng và truyền hình kỹ thuật số. Kyivstar cho biết các chuyên gia của công ty đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Chúng tôi xin lỗi những người ghi danh vì những khó khăn tạm thời và cảm ơn sự thông cảm của các bạn. Trong một tuyên bố tiếp theo vài giờ sau đó, Kyivstar cho biết họ đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạnh mẽ của tin tặc, gây ra lỗi kỹ thuật, khiến các dịch vụ kết nối di động và truy cập Internet tạm thời không khả dụng. Kyivstar cho biết các chuyên gia đang làm việc để loại bỏ hậu quả của một cuộc tấn công hack nhằm khôi phục liên lạc và dịch vụ càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện tạm thời và cảm ơn sự thông cảm của bạn. Kyivstar mô tả công việc khôi phục các dịch vụ của mình là một thách thức và liên quan đến việc hợp tác với các dịch vụ nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật. Nó nói rằng dữ liệu cá nhân của người ghi danh không bị xâm phạm. Phải, đối phương của chúng ta rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, vượt qua chúng và tiếp tục làm việc vì người Ukraine, tuyên bố cho biết. Trong suốt cuộc chiến do Mạc Tư Khoa khởi xướng, điện và nước liên tục bị mất do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự. Mạc Tư Khoa cũng bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công mạng vào Ukraine, mặc dù Nga không được nhắc đến đích danh trong tuyên bố của Kyivstar. Newsweek đã liên hệ với Kyivstar để bình luận thêm. Mọi người lên mạng xã hội để báo cáo sự việc xảy ra với cả mạng di động và mạng có dây ở các tỉnh Odessa, Dnipropetrovsk và Kyiv. Trang web chính thức của nhà điều hành cũng ngừng hoạt động. Bên dưới các tuyên bố của công ty là hơn 1.000 bình luận từ người dùng Facebook hỏi làm cách nào họ có thể truy cập các dịch vụ Internet và khi nào chúng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Ngoài ra còn có những tin nhắn ủng hộ công ty truyền thông. Chúng ta sẽ sống sót sau chuyện này, một người dùng viết. Vào tháng 10, Kyivstar có tập đoàn mẹ là công ty Vion, có trụ sở tại Amsterdam cho biết hoạt động của họ không bị ảnh hưởng bởi việc tịch thu tài sản do các nhà tài phiệt Nga nhắm vào lệnh trừng phạt mà Mikhail Friedman, Peter Ivan và Andrei Kosugov nắm giữ. Đức sẽ giao hệ thống Patriot thứ hai cho Ukraine trước cuối năm nay. Hệ thống phòng không Patriot thứ hai sẽ đến Ukraine từ Đức trước cuối tháng này để bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Điều này đã được Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz nêu trong bài phát biểu trước các đại biểu Bundestag hôm thứ Tư trong một tuyên bố của chính phủ trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Âu Châu. Thủ tướng Scholz đề cập đến cuộc chiến mà Nga tiến hành chống lại Ukraine trong gần 2 năm là thách thức chính trị và an ninh đối với lục địa Âu Châu. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Đức trong việc tăng cường phòng không Ukraine, lực lượng mà mùa đông này có khả năng bảo vệ đất nước tốt hơn nhiều khỏi hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga nhờ vào pháo tự hành Shepard cũng như hệ thống Iris-T và Patriot được Đức bàn giao. Thủ tướng hứa hệ thống phòng không Patriot thứ hai của Đức sẽ bắt đầu hoạt động ở Ukraine vào đầu năm này. Nhà lãnh đạo chính phủ Đức cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius, người trong chuyến thăm Kyiv gần đây đã hứa sẽ chuyển giao thêm hệ thống Iris-T, khả năng chống máy bay không người lái và cảm biến. Ông cũng đề cập rằng trong số những thứ được quyên góp như một phần của gói viện trợ mùa đông, bao gồm xe chiến đấu bộ binh, đạn dược, quân phục mùa đông cho binh lính và máy phát điện. Scholz lưu ý, đây là tất cả những gì Ukraine cần nhất và ngay lập tức. Ông thông báo về quyết định được thông qua gần đây nhằm duy trì viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine ở mức đã hứa là 8 tỷ euro vào năm tới. Thủ tướng nói thêm rằng, ông không bao giờ vơi đi những ấn tượng tốt đẹp với những gì binh sĩ Ukraine và những gì họ đã làm trên chiến trường. Như đã đưa tin, ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine của Cộng hòa Liên bang Đức dự tính sẽ tăng gấp đôi từ 4 tỷ euro lên 8 tỷ euro. Liên hiệp Âu Châu thực hiện bước đi đầu tiên để huy động tiền cho Ukraine từ tài sản bị đóng băng của Nga.
ký giả Gregorio Sochi của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề EU takes first step to raise money for Ukraine from Russian frozen assets. Nghĩa là Liên hiệp Âu Châu thực hiện bước đi đầu tiên để huy động tiền cho Ukraine từ tài sản bị đóng băng của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Bích Ngọc. Kyiv muốn có tiền ngay bây giờ, nhưng kế hoạch Brussels chỉ thành hiện thực một cách chậm chạp. Hôm thứ Tư, Ủy ban Âu Châu đã trình bày một kế hoạch nhằm chuyển số tiền thu được từ tài sản của Nga bị đóng băng ở Liên hiệp Âu Châu để giúp tái thiết Ukraine. Nhưng đề xuất này phải được các nước Liên hiệp Âu Châu đồng thanh thông qua. Chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình có thể sẽ kéo dài, có nghĩa là quốc gia bị chiến tranh tàn phá này khó có thể sớm nhận được tiền. Vấn đề này gắn liền với một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về một quỹ dành riêng cho Ukraine sẽ được các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tổ chức trong hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong nhiều tháng, các quan chức Liên hiệp Âu Châu đã tìm mọi cách để hớt ván số tiền kiếm được từ các tài sản trị giá khoảng 200 tỷ euro bị giữ ở Liên hiệp Âu Châu kể từ khi Vladimir Putin xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Khi chứng khoán của Nga đến hạn và được các trung gian tài chính tái đầu tư, chúng sẽ tạo ra lợi nhuận. Một quan chức Liên hiệp Âu Châu được giấu tên cho biết Liên hiệp Âu Châu muốn tấn công vào những khoản thu đó. Đề xuất ban đầu của Ủy ban sẽ buộc số tiền thu được từ tài sản đầu tư phải được gửi vào một tài khoản riêng của cơ quan thanh toán bù trừ là tổ chức tài chính hỗ trợ giao dịch nơi chúng được giữ. Sau khi điều đó được thống nhất, cơ quan điều hành Liên hiệp Âu Châu sẽ phải đưa ra đề xuất thứ hai để kích hoạt việc chuyển tiền vào ngân sách Liên hiệp Âu Châu và sau đó đến Ukraine. Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã trình tài tỏ ra lo ngại về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa, cảnh báo rằng nó có thể gây bất ổn cho đồng tiền euro. Thay đổi các khoản lợi nhuận thu được là một lựa chọn an toàn hơn về mặt pháp lý so với việc bàn giao tài sản toàn diện. Vladislav Lavrov, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Politico, cuộc thảo luận tích cực xoay quanh lãi suất. Từ quan điểm pháp lý, lãi suất không thuộc về Nga. Nói đúng ra thì đây không phải là quỹ có chủ quyền. Ông ước tính rằng động thái này sẽ tạo ra khoảng 3 tỷ euro mỗi năm. Dự trữ ngoại hối của Nga đã bị đóng băng bởi các quốc gia tham gia lệnh trừng phạt khi bắt đầu cuộc chiến của mặt tư khoa với Ukraine và phần lớn nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Đề xuất của Ủy ban sẽ nhắm tới tài sản bị phong tỏa trị giá 180 tỷ euro tại Euroclear của Bỉ, một cơ quan thanh toán bù trừ đóng vai trò là người giám sát các khoản dự trữ của Nga. Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Nga sẽ tài trợ cho việc tái thiết lâu dài ở Ukraine. Vốn được Ngân hàng Thế giới ước tính trị giá 411 tỷ Mỹ kim. Quỹ Ukraine rộng hơn do Liên hiệp Âu Châu đề xuất đã được thiết kế để cung cấp khoản vay 33 tỷ euro và 17 tỷ euro tài trợ cho Ukraine cho đến năm 2027, nhưng hiện bị Hùng Gia Lợi chặn. Thủ tướng Na Uy công bố viện trợ 1,8 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Na Uy sẽ viện trợ 1,8 tỷ Mỹ kim cho Ukraine vào cuối năm nay và sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này từ những tháng đầu năm 2024. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã tuyên bố điều này tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Oslo. Theo Thủ tướng Støre, Na Uy có cơ hội hỗ trợ 1 tỷ Mỹ kim cho năm 2023. Ông nói, chúng tôi cũng đang tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân đạo thêm khoảng 800 triệu Mỹ kim trong năm nay. Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh, nước ông sẽ hỗ trợ Ukraine vào năm 2024, ngay từ những tháng đầu tiên. Điều này sẽ bao gồm hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các dịch vụ quan trọng ở Ukraine để không bị chậm trễ trong việc cung cấp cho người Ukraine. Thủ tướng Støre nói thêm rằng, Na Uy đang cố gắng tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng bằng cách cung cấp thiết bị phòng không và đang tăng tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng,
với các đối tác Âu Châu để sản xuất thêm đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như chúng tôi đã đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Na Uy để tham gia hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Bắc Âu lần thứ hai. Trước đó, ông đã có chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, nơi ông gặp Tổng thống Joe Biden và các thượng nghị sĩ. Các nguồn thạo tin cho biết Na Uy đã cam kết hỗ trợ Ukraine với số tiền khoảng 7 tỷ euro trong vòng 5 năm tới. Zelensky phát biểu tại Quốc hội Na Uy: Ukraine vẫn thiếu vũ khí để có thể chiến đấu trong cuộc chiến này theo tính toán của mình, chứ không phải phản ứng theo kế sách của đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói điều này trong bài phát biểu của ông tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Na Uy. Chúng tôi cần sự quan tâm và hỗ trợ của thế giới hơn bao giờ hết. Tại sao? Bởi vì mặc dù hiện nay chúng tôi có vũ khí hiệu quả, nhưng chúng tôi vẫn thiếu vũ khí để chiến đấu trong cuộc chiến này với điều kiện tự do, chứ không phải do đối phương sai khiến, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông lưu ý rằng đa số thế giới hiện coi sự xâm lược của Nga là một tội ác, nhưng Putin đã tìm ra đồng phạm ở Iran và Bắc Hàn để có thể nhận vũ khí giết người Ukraine. Tổng thống cũng nói rằng, thật không may, các chế độ độc tài cung cấp cho Nga thường xuyên và nhiều hơn những gì các nền dân chủ cung cấp cho Ukraine. Ông nhắc nhở rằng Putin đã nhận được 1 triệu quả đạn pháo từ Bình Nhưỡng. Và tôi cảm ơn tất cả mọi người ở Âu Châu đã giúp chúng tôi chống chọi với áp lực này và hỗ trợ chúng tôi một cách chính xác khi cần thiết để bảo vệ tự do và trật tự thế giới dựa trên luật lệ, Zelensky nói. Ukraine và Mỹ đã ký bản ghi nhớ bên lề Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng về sản xuất vũ khí chung và trao đổi dữ liệu kỹ thuật. Vào năm 2024, Ukraine sẽ phân bổ ngân sách chưa từng có để phát triển sản xuất quốc phòng. Tổng thống Zelensky khẳng định với các nhà lãnh đạo Bắc Âu rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Ukraine. Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được một tín hiệu tích cực trong chuyến đi tới Washington tuần này, rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp Ukraine, bất chấp những gợi ý rằng nước này có thể mất đi sự hỗ trợ từ đồng minh trung thành nhất của mình. Phát biểu tại Oslo, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bắc Âu hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine thừa nhận có thể có các vấn đề về thời gian và chính trị nội bộ, nhưng ông tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ông thực hiện một chuyến công du đến Hoa Kỳ nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ ủng hộ gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Hoa Kỳ cho đến nay vẫn là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Zelensky cho biết ông tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ, trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, đại diện của cả hai đảng, với chính quyền của Tổng thống và cá nhân Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ông nói, tôi đã nhận được tín hiệu tích cực liên quan đến sự hỗ trợ của Ukraine và sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ. Phát biểu cùng các thủ tướng Na Uy, Thụy Điển, Iceland, Phần Lan và Đan Mạch, ông nói thêm, có vấn đề về khung thời gian, có vấn đề về tình hình chính trị nội bộ, nhưng tôi có thể xác tín vào sự ủng hộ không lay chuyển của Hoa Kỳ. Đáp lại những lời chỉ trích rằng Ukraine nên tự vệ thay vì tấn công, ông nhấn mạnh rằng đất nước của ông không gặp khủng hoảng trong cuộc chiến với Nga. Ông nói, xét về tuyên bố của tướng lĩnh Hoa Kỳ và một số nhân vật, một số quân nhân, tôi nên nói rằng trong mọi trường hợp, đó không phải là vấn đề khủng hoảng. Đó là về mùa đông, và trong suốt mùa đông, chúng tôi luôn có sự chậm lại trong hoạt động này hay hoạt động khác, phản công hay phòng thủ. Tuy nhiên, đó không thành vấn đề. Ông nói Ukraine đã đạt được thành công to lớn trên biển, đồng thời nhấn mạnh hoạt động quân sự của Ukraine trên Hắc Hải và nói thêm, vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Ông nói rằng phần còn lại của Âu Châu nên noi gương các nước Bắc Âu trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời nói, những gì Âu Châu có thể làm, hãy làm giống như những gì các nước Bắc Âu làm. Các nhà lãnh đạo Bắc Âu nhấn mạnh, đây là một điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi họ công bố cách họ sẽ gửi các gói hỗ trợ mới tới Ukraine
cũng như cam kết tiếp tục hỗ trợ trong những năm tới. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết, các nước đã thảo luận về cách họ có thể xác nhận, duy trì và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine vào thời điểm rất quan trọng này trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Ukraine. Ông cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài và nói thêm, Tổng thống Zelensky, chúng tôi ủng hộ công thức hòa bình của ông. Petteri Orpo, Thủ tướng Phần Lan, kêu gọi nhiều nước Âu Châu coi trọng việc sản xuất vũ khí công nghiệp khi đất nước của ông tuyên bố sẽ tăng gấp đôi sản lượng của chính mình. Ông nói, thời thế đã thay đổi, đồng thời kêu gọi Âu Châu thích nghi. Zelensky đang đến thăm Na Uy để hội đàm với lãnh đạo các nước Bắc Âu về việc giúp đỡ nhiều hơn cho Ukraine, cũng cho biết các hoạt động trên chiến trường luôn diễn ra chậm hơn vào mùa đông. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chính phủ của bà sẽ trình Quốc hội gói hỗ trợ mới trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine vào thứ Năm. Tổng thống Zelensky nói rằng Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán không có lý do gì để ngăn cản Ukraine trở thành thành viên Liên hiệp Âu Châu. Hầu hết trong số 27 thành viên của Liên minh Âu Châu muốn mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần này và đồng thanh hỗ trợ thêm hàng chục tỷ euro cho Kyiv trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Nhưng cả hai động thái này đều đang bị Hung Gia Lợi chặn lại. Trích dẫn cuộc trò chuyện gần đây với Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người hôm thứ Tư đã tăng cường phản đối các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp Âu Châu với Kyiv, Zelensky cho biết ông đã hỏi tận mặt Viktor Orbán ở Á Canh Đình về lý do để ngăn chặn tư cách thành viên Liên hiệp Âu Châu của Ukraine và ông vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ Thủ tướng Hung Gia Lợi. Theo ký giả David Ice của tờ Forbes, Putin đã tung 40.000 quân vào đánh thị trấn Avdiivka trong 3 đợt tấn công dữ dội, nhưng đã thất bại. Trong 2 đợt đầu, quân Nga tấn công bằng xe tăng và xe thiết giáp. Kết quả, thị trấn Avdiivka đã là nghĩa trang khổng lồ xác chiến xa Nga. Trong đợt cuối cùng, các tướng Nga cho bộ binh đi bộ tấn công. Một tù binh Nga bị bắt cho biết, đơn vị tôi chịu ít tổn thất hơn các đơn vị vì ở tuyến sau. Dù vậy, đại đội của chúng tôi có 75 người, chỉ còn lại 14 người. Bây giờ các tướng Nga chuyển qua đánh bằng drone vào các tuyến tiếp tế cho quân Ukraine. Hàng ngàn drone bay trên bầu trời cả ngày lẫn đêm. Nếu không diệt được đám drone đó, quân phòng thủ Ukraine không được tiếp tế, chỉ còn cách là rút lui. Tuy nhiên, muốn tiêu diệt chúng, Ukraine cần có các hệ thống tác chiến điện tử đắt tiền. Nếu Viktor Orbán thành công trong việc ngăn chặn số tiền Liên hiệp Âu Châu dự định trao cho Ukraine, Nga sẽ chiếm được thị trấn Avdiivka. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ưu tiên quan trọng của ông là tăng cường phòng không Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và các nhà lãnh đạo Bắc Âu khác ở Oslo, ông Zelensky nói, hôm nay, chúng tôi đã và sẽ nói về những điều cụ thể có thể cứu sống hàng nghìn người Ukraine, cũng như gia tăng áp lực đối với kẻ xâm lược. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lập trường trên khi ông kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Kyiv trong cuộc chiến với Nga. Nga đã tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine bằng hỏa tiễn đạn đạo
trong cuộc tấn công thứ hai như vậy trong tuần này. Zelensky nói rằng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trong cuộc tấn công qua đêm. Stoll cho biết Na Uy sẽ tặng 1,8 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Khoản tiền này là một phần của gói đã được Quốc hội Na Uy đồng ý trước đó, trị giá 7 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm. Na Uy sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chiến đấu để tự vệ. Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ lâu dài, có mục tiêu để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến tự do và dân chủ, Thủ tướng Stoll nói. Những nỗ lực của Ukraine cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ tự do và an ninh của Na Uy. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những thời khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.